Đọc comment quý vị. Con thấy tội ông Trump quá, chú nghĩ ông Trump vừa qua được không chú? Qua được chứ. Bây giờ là một mất một còn, đảng Dân Chủ bây giờ nó biết ông Trump lên là xong, cái đầm lầy sẽ bị tắc kẹn, thì nó phải ra tay, ra mọi thủ đoạn. Nguyễn Duy Trần Thành hỏi vì sao Đức Thầy không dạy Thiên Tâm Đạo vậy chú Kiệt? Có, nãy giờ chú giảng đó, Đức Thầy dạy cho chú, dạy trước. Thì chú lên đây chú truyền tin, nhưng mà khi Đức Thầy xuất hiện đó, Ngài sẽ giải thích. Thì giải thích sâu hơn, hiểu không? Chứ còn Đức Thầy có dạy mình mà, có dạy cho chú. Phú Trần nói có nhiều câu cháu muốn hỏi chú trên Zalo lắm. Thì cứ nhắn tin cho chú đi. 408-833-5399. Thiên Xuân Bính nói Việt Nam khổ quá chú ơi. Thì khổ càng khổ là tự vì nước mình á, bị thế giới nó tẩy chay, nó không có mang công ty vô những công ty lớn của Mỹ á. Hiện giờ ông Biden á, cho 50 tỷ để mà đem tất cả những công ty ở bên Tàu về, Trung Quốc về. Mà nếu nước mình mà đồng minh mà chơi với Mỹ thì nước mình có thể từ một nước rất là nghèo như bây giờ có thể thành cường quốc nếu mà mình chịu chơi với Mỹ. Tại vì mình không có đồng minh với nó, những cái bộ luật, những cái mà IP á, nó chưa có tin tưởng. Bây giờ trong đầu của những người Mỹ cứ nghĩ Việt Nam với Tàu giống hệt nhau vậy. Cho nên nó tẩy chay chung vậy đó. Còn Việt Nam thì nó chơi, chơi có lệ cho có vậy đó, dụ vậy đó.